Trung Âu Hiếu ra bóng. Đội bóng đối của Thông Quang đúng không? Điểm số cho Hà Nội 1-0. Vẫn là những phát pha phát bóng may có khó chịu. Bước một tốt của thủ Lục Ngạn. Như vậy chúng ta và đội trưởng đã xác định điểm cho thủ Quán Bông. Không phải trọng tài hai Hoàng Linh đứng ngay gần pha bóng và chúng ta trọng tài Hoàng Linh đã mất điểm cho Quán Bông 2-0. Qua rồi, quả này qua rồi. Cái gì quả đấy? Một pha tấn công đơn giản, tuy nhiên là chắn của các thủ Quán Bông. Điểm số được rút ngắn cho Lương Vạn 1-2. Các cầu thủ Lương Vạn chặn bóng tốt. Điểm số được công bình cho cầu thủ Lương Vạn 2-0. Ở trận đấu thứ nhất thì những điểm số đầu tiên hai đội thi đấu rất là co. Tuy nhiên đến những điểm then chốt của trận đấu thì đội tuyển Quán Bông thể hiện được bản lĩnh của mình và đã nới dần khoảng cách lên đến 6 điểm khi trận đấu kết thúc. Và vừa rồi là một pha tấn công uy lực của Văn Nam. Vẫn là Lê Độ, tuy nhiên Lê Độ không chiến thắng được sự kinh nghiệm của các thủ bên phía Lục Ngạn. Điểm số của mình 3-0. Không nhảy phi si là hơi phí. Tìm gió anh đấy. Minh Mù. Vâng, anh có một pha phát si. Rất tốt. Tốt. Phải đóng đi hả? Đấy à. Đánh đi mấy anh em, đánh đi. Một pha có bóng về của các thủ Lục Ngạn, nâng điểm số lên 4-3. Đừng ngồi lên loa người ta mắng nhau, ngày hôm qua người ta đã mắng. Hôm qua là nào mắng nhỉ? Em ngồi cả buổi sáng, anh ngồi đấy em mắng. Hôm qua cái bóng lột đàn của thủ Lục Ngạn, điểm số nó lên chưa? Điểm số còn bên cầu thủ cầm lý 4-0. Các đội đang bổ sung rất nhiều nhân lực. Cái mặt nó đang cái. Một pha đánh nhanh khá tốt của thủ Lục Ngạn. Lục Ngạn nâng điểm số lên 5-4. Bóng à, Ly khởi động lên. Ly khởi động lên cho vào đánh gánh tim anh ấy. Thôi chịu, 90 cân rồi. Công mái nước sau bóng. Lưới thấp thế nào nhỉ? Hôm nay em nhìn lưới thấp đấy. Mày khỏe nhìn lưới thấp. Cũng là một pha đánh nhanh. Vũ Trí Dũng với những pha đánh nhanh sở trường vị trí số 3 đã mang về điểm số thứ 5 cho cầu thủ Quán Bông. Dương chuyển rồi. Toàn toàn khỏe. Phải chuyển 2 đẹp. Một pha đánh hàng sau 2-3 của Lãi Anh Đức. Tuy nhiên bóng đá không đi qua lưới. Điểm số nâng lên cho cầu thủ Quán Bông 6-5. Hơi gió này. Bây giờ phải gọi thằng này là thằng Bình ngu chứ không thể cho thằng kia là thằng ngu rồi. Bình không thông minh. Đọc thế rồi. Ấy ạ. Một pha hai bóng tẩy rất kinh nghiệm của Đa Độ. Điểm số lên cho Quán Bông 7-5. Đi buồn cười mà. 3-2 à? Ờ. 3-2. Chứng kiến thì mình đánh 5 xem. Đường tay ngon nhỉ. Vừa rồi thì các thủ Lục Ngạn đã có pha tấn công tốt, giúp ngắn tỷ số xuống còn 6-7. Không xin hơi phí. Xin đi em ạ. Đứng ơi.
không xi phí lắm. Xi vào giữa số 8 với cả đi sân Nhật ấy. Gió này cứ phạt bóng lảng hay gì thế. Một pha xử lý rất kinh nghiệm của đội trưởng Trung Hiếu. Mặc dù chuyền hai chứ và đấy mà chuyền đẹp anh chồng ở đây thì về chân. Trung Hiếu không mang lại được số 8 cầu thủ con đơn 86. Lên sồng các kiểu. Áo Nhật. Đây là cao hơn. Đây, đứng mẹ đi, mày lấy tay đỡ. Thế để tiếng nữa đấy. Nó to quá. Vừa rồi thì đội trưởng Trung Hiếu đã đánh vào một số lượng rút ngắn cho cầu thủ Long An 78. Ta lấy nhanh cái ba lô đỏ của anh nhá. Cái bé cái rượu. Oh. Như vậy là gió to quá. Sân đang có bão. Như vậy là điểm số là con mình có thủ Long An 8 đều. Nó khởi động đi. Đánh sau một nhịp trên. Phải giúp rồi. Một pha chuyền bóng không tốt. Bình thủ Long An nâng điểm số lên còn nâng điểm số lên 98. Con này cao bao nhiêu nhỉ? Hộ tả phết thế nào ấy. Một pha xử lý bóng kinh nghiệm của đội trưởng Trung Hiếu. Bóng không chặn với ai cả. Tuy nhiên thì trọng tài đã không xác định là cầu thủ Long An chặn tay. Điểm 18 cho Long An. Một pha đánh nhanh của Chi Dũng. Ngay lập tức thì chuyền hai Chi Dũng đã có những pha điều chỉnh linh hoạt và điểm số được rút ngắn cho Quảng Đông 9-10. Cần luôn, hưng đi chuyển. Một pha tấn công mặc dù bên mình không căng, tuy nhiên các cầu thủ bên phía Lục Vạn đã bắt được một không tốt. Điểm số công minh cho Cẩm Ý 10 đều. Đội trưởng Trung Hiếu đã có pha xử lý bóng kinh nghiệm và bắt bài ngay ở vị trí số 3 của thủ bên phía Lục Vạn. Cẩm Ý lên lên. FC Quảng Đông nâng dâng tỷ số lên 1-10. Chính thức bây giờ phải gọi là Minh. Minh. Và bắt buộc không tốt của thủ Long An đã đem đến sự khó khăn cho chuyền hai Trung Hiếu. Và những pha chuyền bóng của Trung Hiếu không thực sự thuận lợi. Điểm số đâu lên cho Quảng Đông 12 rồi. Bắt lại rồi. Một pha xử lý tốt của Văn Nam. Bóng đá bàn tay chắn ra ngoài. Tuy nhiên thì trọng tài Đào Long Trọng đã xác định bóng không chạm tay trái cầu thủ Long An. Điểm số được rút ngắn cho Long An 11-12. Lại là Văn Nam, lần này thì chắc chắn đâu. Văn Nam có những pha phá chắn rất tốt của phá chắn cầu thủ Long An rất tốt. Văn Nam là chủ công trẻ sinh năm 2002, hiện nay đang là sinh viên, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Một pha chuyền bóng sau đầu tốt của chuyền hai Chiêu. Lại là Chiêu, sút một pha đánh chéo sân, xin mời cầu thủ Chiêu vào lấy bàn ngay tổ chức. Một pha. Một pha cắm đặt vào mắt. Như vậy là ngay trước mắt trọng tài chính, trọng tài chính đã xác định lại là một pha đúng không ạ? Theo quan điểm cá
nhân của bên phía tôi thì đó là một pha thắng tay mang nhất. Như vậy là tập đoàn cho hai đội đánh nặng tình huống bóng vừa rồi. Ngoài lưới mét. Không, một đoạn này thì ngoài. Ngoài của đấy đi ngoài. Điểm số 02, 13, 11. Vừa rồi là pha tấn công rất tốt của Chí Hiếu. Miền A gì nhỉ? Khẩn rồi. Vào đây khẩn đây. Đây. Khẩn khờ và khẩn cỡ lắm. Quy ngoại án đây chứ. Đúng rồi. Một pha đánh bóng vào đầu của Chí Hiếu. Và điểm số nâng lên cho các thủ Quán Quân 14-12. Có lẽ sau thì có bóng vừa rồi thì các thủ lục lạng nên đi chụp chiếu lại. Cái này chi cho này béo thế. Để xem mức độ chấn thương. Chả béo. Chị béo sao mà ly được. Cái này là lãi đức. Một pha đánh bóng ra ngoài. Có lẽ là trong buổi chiều hôm nay đã đưa ra sự trắng ngập với sự tấn công của thủ chủ nhà Quán Quân. Vẫn là Chí Hiếu. Một pha phi sà beng của Chí Hiếu. Có lẽ là từ đầu trận đến giờ Chí Hiếu là người thường xuyên phi sà beng hơn. Điểm số 16-12. Ly khởi động từ sáng ra rồi. Rất tốt, cũng là một pha ném sà beng của Lãi Đức. Mình luôn lên 3 thái cũng là một. Chuyền 2 bên phía lực lạng đã chuyền bóng cho Lãi Đức đánh nhanh ở vị trí số 3. Và vừa rồi đã ghi điểm thứ 13 cho cầu thủ lực lạng. 13, 16. Ở đây là chuyền lỗi. Tím rồi hả? Tím rồi. Sân đen. Con trai đây là chân tay đội này này Hoàng Anh qua à nó với Hoàng Anh rồi à cho Bình thủ gì Bình gọi bóng này bóng này bóng này bóng này đây là Đức này đây gặp gặp anh trận đi luôn bóng này luôn rồi nhỉ đây đâu CD CD điểm số hôm nay đang là 13-16 cho thủ môn ạ. Đi vào giữa Nhật với cả 90 ấy. Trận sau bán kết này gặp đâu. Và vừa rồi thì là một pha phát bóng không qua lưới của cầu thủ bên phía đúng không ạ? Điểm số nâng lên cho Quán Quân 17-13. Như vậy là trận này đã chặn với những pha phát bóng rất là chính xác. Đã bắt điểm số thứ 18 cho thủ chân nhiên liệu. Còn không, 18-13. Và ngay lập tức thì cầu thủ lục lạng đã xin hội ý kỹ thuật lần thứ nhất ở trận đấu thứ hai. Uống rượu không? Làm tí cho nóng. Tổng tài viên mất ngoài, quanh ngoài đất xe hơi. Mày ơi! Tổng tài của chúng ta thì cũng là bằng da bằng thịt. Đề nghị cao thủ chúng ta tôn trọng quyết định của chúng ta. Tài của chúng ta thì cũng không phải là cái máy. Bình mà không cãi được. Cãi quả thứ hai. Một pha tấn công tốt của Lãi Đức. Dung ngắn tỷ số xuống còn 14-18. Như vậy là vừa rồi văn thể chúng tôi có nhận được sự ủng hộ của anh Hoàng Sơn đến từ Quán Quân với số tiền là 200.000 đồng. Và cứ sau mỗi 200.000 đồng ủng hộ thì đội tuyển Quán Quân lại ghi thêm một điểm. Có lẽ là quý vị khán giả nên ủng hộ số tiền 200 nhiều nữa. Rất còn.
Dũng và đánh cao. Về. Về tiếp. Vừa rồi thì chúng ta và Trung Hiếu đã đánh bóc không qua lưới. Các đồng đội đã chuyền bóng cho anh nhưng anh bảo là anh chỉ chuyền hai thôi, anh không có công được. Trung Hiếu chuyền ra đây. Một pha tăng tốc hàng sau 3-3. Hàng sau 2-3, tuy nhiên thì... Đấy, mình gánh teo đấy. Không có đến mình. Theo mình không phải pha, chúng tôi thì rất mạnh. Tôi nhìn tôi này đã mạnh. Nhưng mà có nhìn thế hay không? Chúng ta cũng cho điểm số của ông Cùng Lũng ạ. Xem có thiệt không? Sao? Thấy béo thì không còn... Một pha tấn công. Mà theo giới phủ bóng chuyền vẫn gọi là pha ném bao xi măng vào tay đối phương. Điểm số theo bất cho thủ. Đi về sau khi lên đâu vai nhỉ? Chúng ta vẫn không? Sao ông quan lặng nhiều quá ấy nào? Vui thôi, vui Từ Sơn là có những dữ liệu như thế này. Xin bảo đi. Một pha chắn đôi giữa Văn Nam và Chiêu. Tuy nhiên thì hàng chắn của Quán Ông đã không được kín, nên là bóng đang được chắn. Điểm số cho Lục Ngạn 16-21. Quán cái lệt. Ôi, kêu gió im rồi. Ui dồi. Vẫn là đội trưởng Trung Hiếu với pha bắt tham mặt với Y. Tỷ số là 5-3 cho Quán Ông. 2-3-16. Liệm thật rồi. Vâng, có lẽ thì trọng tài viên của chúng tôi cũng không thể quan sát được. Một pha tấn công nhanh như vừa rồi. Ngoài này thật. Một pha thủ bóng đúng ngay tốt của Chi Dũng. Bình ngu. Vẫn là một pha thủ bóng rất cố gắng của Chi Dũng. Tuy nhiên thì bóng đã chạm tay chắn của Chi Dũng ra ngoài. Điểm số nâng lên cho hậu thủ Đông Ngạn 17-2. Thằng này chuyền hai phết này. Thằng béo béo chuyền tốt này. Bắn vẫn là biên. Chuyền xa quá. Chuyền trẻ rồi á. Chuyền tốt phết đây. Chết rồi, chết rồi. Chuyền đúng ấy luôn đấy. Đánh một chéo này. Đánh một mùa mùa. Một pha xử lý hai chuyền của hậu thủ Hoàng Bông. Và một số là trái bóng thành công của Chi Dũng. Điểm số 2-3 cho thủ Trung Hoa Quán Bông. 2-3-17. Có quay nữa rồi. Ơ thế đúng khó thế mới em nhận ra. Có lẽ là những điểm số đóng hoàn cho thủ Lũng Ngạn thôi. Một pha trái bóng tốt của Lê Độ. Và bây giờ là trước và Chi Dũng không thành công. Bây giờ thì có vẻ như Lãi Đức đã hòa bình được với trận đấu. Tuy nhiên thì theo quan điểm của huấn luyện viên tôi thì có lẽ là hơi muộn rồi. Ngày hôm qua Lãi Đức đã chơi rất tốt, tuy nhiên gặp đội chủ nhà Quán Ông thì anh đã bị choáng ngợp. Rất hay, điểm số thứ 2-4. Mép quay cho các thủ chủ nhà Quán Ông. Có tới 7 mép quay. Và có lẽ là lần đầu tiên sau 4 năm chủ nhà Quán Ông sẽ tham dự trận chung kết. Sau 4 năm. Một pha cho mình nhiều vào. Tổ chức đánh nhanh của thủ Lũng Ngạn ở vị trí số 3. Si rồi. Là 1 giây, si là 1 giây rồi. Lại là điểm số thứ 19 cho Lũng Ngạn. Trận đấu đầu tiên thì Lũng Ngạn cũng lên điểm số thứ 19. Và đúng là con số 19 đúng vậy. 25-19 ở 2 set. Chủ nhà Quán Ông đã được vé vào chung kết. One minute.